Úi dồi ôi, ông ở đâu đấy? Đấy, anh đây đến rồi. Ông làm gì mà lâu thế? Được rồi, mãi mới ra được đấy. Này, đã bảo rồi, làm sao hẹn cái giờ này? Sư tử cái đâu biết thì mệt lắm. Người ta có chuyện thì người ta mới gọi đến. Con nhỉ? Con nào? Con của tôi với ông. Úi trời. Thế đấy, đừng. Đừng có đùa tôi thế nhá. Của Hiến với tôi á. Ừ. Con đây á. Ừ. Ê. Này Hiến. Ơi. Nói chuyện nghiêm túc nhá. Lại chẳng nghiêm túc. Ông không nhớ cái hôm cũng thời tiết như thế này, ông đến nhà tôi xong ông... Thôi bé bé cái mồm thôi, khổ lắm chứ sao Hến lại đổ cho tôi nhỉ? À tôi nhớ rồi, hôm đấy tôi có gặp Hến ở ngoài bờ đê, đúng không? Tôi đang chuẩn bị để đi chợ, thì con sư tử cái nó gọi, thế là tôi bỏ của tôi chạy lấy người, tôi nhớ rồi. Nhưng mà cái thai trong bụng chắc chắn là của ông. Là sao Hiến thì cứ bảo chắc chắn là của tôi thế nào? Hiến, tôi còn lạ gì Hiến? Bao nhiêu người ở trong làng, như là lý trưởng này, chánh tổng này, úi dồi ôi mà, như thằng chánh tổng nó khỏe như voi, có khi của nó chứ không phải của tôi đâu, biết thế nào mà lần được. Hiến đừng có bắt tôi phải đổ vỏ cho lũ chúng nó nhá. Các ông ý thì tôi sẽ tính ngày, không thể có được. Còn với cả thầy thì làm sao mà tôi tính được? Ngày nào ông cũng đến vồ vào tôi. Ừ, trời. Này này, Hến. Thôi bây giờ này nhá. Hến về ngay đi. Sáng mai, sáng sớm mai, tôi với Hến sang nhà thầy lang. Thì sang thầy lang trắng đen mới biết được là của ai. À, ông định chối bỏ cái thai này chứ gì? Không. Ôi dồi ôi, làng nữa không? Tôi không chối, khổ quá. Nếu đúng của tôi thì tôi nhận. Nhưng mà Hến cứ phải sang thầy lang. Được rồi. Hả? À? Mai tôi với ông sẽ sang thầy lang. Ừ, sang thầy lang thì mới khẳng định được là của ai. Hến nhá. Thôi Hến đi về đi. Nhà tôi ở bên này. Úi dồi ôi. Chết rồi. Phen này chết với con sư tử Hà Đông Tạ Hai rồi. Ôi trời ơi, làng nước ơi, ra đây mà nhìn làng nước ơi. Ông ấy chối bỏ rồi ơi. Mùng tôi chưa anh lên như thế này mà ông ấy chối rồi ơi. Làng nước ơi. Ơi. Đây. Thế là ông Mỹ lên sắc cửa cho ông, là ông Mỹ lên đấy hả? Được rồi. Nào đây. Cứ yên tâm, gặp thầy lang đi, hỏi thầy xem, chắc là không phải của tôi đâu. À, ôi trời ơi, lại là cái con Hến à? Tao biết ngay mày, tao chỉ cần nghe cái tiếng của mày thôi, tao biết ngay mày sang đây mày làm ầm ĩ nhà tao lên mà. Hả? Tao đã nói mày bao lần rồi, hả? Mày làm ầm ĩ thì mày về nhà mày ầm ĩ nhá. Mày đừng có sang cửa nhà thầy tao đây mày làm ầm ĩ lên. Mà mày không nhớ à? Hả? Cái làng này đã cấm mày không được làm ầm ĩ ở chỗ đông người. Mày xem đây, cả cái làng này có ai mà không nói xấu không hả? Từ quan chi huyện đến quan xã nhá, rồi là đến cả ông gì, đúng rồi, toàn vu khống đấy. Thưa thầy, lần trước có thể là em nói xấu nhưng lần này em hoàn toàn nói sự thật thầy ạ. Tao không phải thầy, thầy tao ở trên kia nhá. Chú có chuyện sang gặp thầy lang để nhờ thầy cái. Rồi là cả ông Phú à. Thế ông có nhìn thấy cái biển gì đây không? Ô, cái thằng này mà mày này, hỏi tao chữ à? Thế ông có dịch được không? Đọc chứ làm sao phải dịch? Ô, chữ gì dịch đây? Thầy lang lặng. Rồi. À. Ông biết là thầy lang lặng. Thế mà ông sang đây ông đi cùng cái con này ầm ĩ cả cái người lên à? Lặng là trật tự, im lặng cái gì? Đúng rồi. Biết rồi, nghe chưa? Im lặng nhá. Lặng đây là im lặng, là tĩnh lặng nhá. Mà cái con này nhá, hôm trước ấy cũng có một đứa mồm nó ngang với mồm mày đấy nhá, cũng đến đây ầm ĩ này, thầy rút cho một phát lưỡi nhá, im lặng luôn đến bây giờ đấy nhá. Mày sang đây làm gì? Phải im lặng nhá.
Thì em sang đây để em bắt mạch, để xem con trong bụng em là của ai. Ừ, con này hay nhỉ. Con trong bụng mày thì mày phải biết là của ai chứ. Chứ thầy tao có ở trong bụng mày đâu mà biết hả? Nhưng mà em nói là con của ông này thì ông ấy lại chối. Khốn nạn. Làm gì có loại đàn ông mà làm mà không dám chịu hả? Mình đàng hoàng là một đấng nam nhi nhá. Sao lại không dám nhận? Này, đến lúc mà làm này có nghĩ đến hậu quả không hả? Không có nghĩ đến không. Tôi nói cho cả chú nữa nha. Chú có biết là có phải một mình tôi đâu. Nó còn vài ba người nữa kia. À đúng. Nó mấy thằng kia nó ăn ốc tôi đổ vỏ à. Thôi, không tranh cãi nữa nhá. Ngồi im đây, để chờ tôi lên thỉnh thầy xuống nhá. Này nhá, nếu mà đấy mà là con của ông nhá, thì còn lâu tôi mới cho ông gặp. Ôi giời, ba sao ruộng cho gặp luôn như này. Con của tôi nhận luôn. Tôi khẳng định là không phải con của tôi nhá. Tôi lại khẳng định đấy là con của ông đấy. Già mồm. Các cụ nói là già mồm. Ông nói lại tôi nghe xem nào. Không, tôi nói câu hai câu cuối thôi. Đấy, thầy đang xuống đấy. Thầy ạ. Dạ, chào thầy ạ. Dạ, chào thầy. Lạc ơi, ngày nay sao lại khinh người thế? Biết rồi. Thầy Lang lặng gì? Lặng. Được chưa? Lặng. Sao hôm nay khinh người thế? Báo hộ làng bên đây. Biết rồi. Đây này, trên, thông, thiên văn, dưới, tường, địa lý. Và biết ở giữa là cô này có bầu. Mà cô này có bầu là định đổi cho ông này. Đúng rồi. Thế nhưng mà cô này cũng rất nhiều các ông khác, ông xã, ông sợi, ông lý, ông đủ các kiểu. Đấy đấy, thế mà bây giờ ấy đang bắt tôi đổ vỏ đấy. Nhưng mà các ông kia là tôi tính ngay cả rồi, còn ông này tôi không tính ngay được. Thế này phải đợi khi mà sinh đứa con ra thì mới biết được là nó giống ai, thì đấy mới là cha của nó. À phải đợi à? Thế thì trong lúc phải đợi, ông vừa phải nuôi tôi, vừa phải nuôi con cho đến lúc sinh ra, ông biết chưa? Thôi, bà luôn thoáng cái mồm. Này. Nhưng mà vẫn có cách. Cái gì? Hơi tốn kém. Tốn kém bao nhiêu cũng được. Tôi không thiếu tiền nhé. Nhưng phải rõ trắng đen ra. Rõ được, cái đó phải bắt mạch. Đây ạ. Bắt mạch ông này. Ôi, tôi chết rồi. Hả? Ôi, tôi hỏng cơ. Sao? Ông ấy là thận hư, tỳ yếu, máu thiếu, gan lại phù. Cho nên không đạp được. Đạp gì? Đạp cái kia. À, ôi, khỏe thoải mái lên. À, thoải mái. À, cảm ơn Lan nhá. Cảm ơn thầy Lan. Cảm ơn gì ông ấy? Ừ. Yếu bẩm sinh đấy. Đấy đấy, rõ chưa? Nghe rõ chưa? Làm sao mà có con được? Đấy, yếu bẩm sinh nhá, làm sao mà có chuyện đấy được? Cho thằng ăn ốc bắt một thằng đi đổ vỏ thôi. Rõ ràng là tôi tính... Không tính được, đến thầy tính này còn đôi khi còn sai. Tính làm sao được, hôm nào mát rời sang đây thầy dạy cho cách tính thì sai thế nào được. Chứ cô tính thì... Rồi ạ. À, cái tích sự gì? Nữa chứ gì, đây không thiếu tiền nhé. Thôi, lắc gì nữa, đưa luôn. Cảm ơn làng nhé, làng cứu cho tôi một bàn đấy. Cảm ơn làng nhé. Cảm ơn gì? Vừa rồi bắt mạch, phán, cứ như đúng rồi. Thật mà. Yếu bẩm sinh là chắc chắn. Hồng tuyết tuyết mời ngày nào. Ông đi từ từ đi ông. Chưa biết cái. Ai ôi, ông dẫm vào chân con rồi. Ôi, đi dẫm vào chân mày à. Mà sao hôm nay ông uống nhiều thế? Mà ông nhá, cứ cái lúc rượu say thì lại gọi con.
Thì lúc tao say tao mới cần đến mày là thằng hầu đầy tớ của tao. Mà lạ thì hôm nay tao uống đi nào mà uống vào vì mình cứ sướng. Nó giải tỏa được mình sướng. Nó say thế, nó ngấm nhỉ. Đây, 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 đây. Được rồi, thế thôi, về đến nhà là tao tỉnh rồi. Riêng gặp cái bà một tạ mút này là tao tỉnh ngay. Bây giờ này, dạ. Ra ngoài cổng, đóng cửa vào, thả chó ra. Con hiến nó mà sang nhà nhá, mày để ý thấy một con này nhá, nó sang nhà là mày tống khứ nó đi luôn, nhớ chưa? Dạ. Đi đi đi, dạ, dạ, vâng, ra khóa vâng, cửa vào. Làm ngay ạ. Mình ơi, mình yêu quý ơi, anh đã về. Ông lại vừa đi uống rượu về đấy à? À bà, đều lâu, hôm nay tôi mới uống tí. Say thế này mà còn uống một tí à? Có say gì đâu, mà mày quá bảo rồi. Tí nữa thì sao? Tôi bị con chị Hến nó đưa tôi vào chồng. Biết ngay mà, dính vào con Hến là y như rằng. Thôi bà, mỗi lần bà giận dữ nói thật với bà, tôi chỉ muốn chui xuống lỗ thôi. Đấy, bà cái con thị hiến đấy, này, bụng nó to phẫn ra, nó lại đổ cho tôi, khổ quá này. Mà có phải một mình tôi đâu. Đấy, ông mà còn lén phén với nó mà ông lại còn oan lắm à? Hả? Không, ý tôi nói là ở trong cái làng này, còn bao nhiêu này là thầy xã này. Rồi mấy cái lão chánh tổng xóm bên cũng rất thích con Hến. Đấy, khổ quá đấy. Nó cứ đổ ấn cho tôi, nhưng mà tôi thề với bà rồi, tôi không có cái gì cả, tôi chỉ có bà thôi. Con oan lắm à? Không oan thì tôi nói rồi, thì chỉ có bà thôi mà. Rồi bà ngồi xuống tí, hạ hỏa cái. Bà ngồi xuống, hạ hỏa. Thế làm sao bà ông thoát được nó? Bà biết không, tôi nhá, tôi bắt con Hiến nó sang tận thầy Lang cùng với tôi. Thế là bảo thầy Lang thầy xem thầy bắt mạch cho tôi như thế nào. Ôi dồi ôi, may quá bà ơi. Thầy bắt mạch cho tôi, thầy bảo là tôi bị cái bệnh này vô sinh bẩm sinh đấy, mày thế lại. Thầy ơi. Hả? Vô sinh bẩm sinh là gì hả thầy? Con không hiểu. Nhỉ? Thế mà ông không hiểu à? Nhanh cái chân lên. Vâng ạ. Mày làm gì trong ấy mà lâu thế? Thế cái tay nải đâu? Thầy không nhắc còn quên. Giời, ta bảo đi theo thầy hôm nay để đi ăn cỗ bắt vạ nhà phú ông, có mỗi cái tay nải cũng quên. Đi vào lấy nhanh lên. Vâng ạ. Sư mày. Ui giời ơi, mày không còn cái tay nải nào to hơn à? Dạ không ạ, mẹ con may cho con mỗi cái tay nải này thôi. Giời, đúng là mẹ nào con đấy. Nhìn mày tao chỉ muốn gõ mấy cái vào đầu. Có cái tay nải cho con, không may thì cái tay nải to to lên một tí. Tay nải của con mà không làm to được thì còn làm được cái gì to. Đi vào trong nhà, lấy cái tay nải to nhất của ông mang theo nhá, nhanh lên. À, nhưng mà để làm gì hả thầy? Để làm gì thì mày làm sao mà biết được. Tao bảo mày vào lấy thì mày vào lấy ngay đi, có ông củng vỡ đầu bây giờ. Nhanh lên. Dài, không nghĩ cái việc gì cả. Đấy, đi. Hôm nay tao cho mày đi theo tao để bắt vạ nhà phú ông. Ở nhà lắm nó ngu cái đầu ra, phải chịu khó đi theo thầy cơ chứ. Đi. Dạ.
Dạ. À. Chào thầy Đồ ạ. Dạ. Đúng ông đấy hả? Vâng ạ. Chào thầy đến muộn thế. Cụ Lý và các cụ đang chờ thầy nó đủ mâm đấy ạ. Đúng ông không phải nói thế. Tôi đến muộn là vì nhà hôm nay có chút việc. Dạ. Thế à, cái con bé nhà mình đấy hả? Hay. Ra đây tao bảo. Dạ. Con chào thầy Đồ ạ. Đấy. Vì mày mà tao mất dăm mâm cỗ đấy. Đời tao nhục thế này đấy. Thế là con này là cái con chửa hoang đấy. Dạ dạ vâng ạ, vâng ạ. Thôi, con dại thì cái mang, mắng nó làm gì. Thôi chúng ta đi vào. Dạ vâng ạ, rước rước thầy vào ạ. Ôi giời ơi, ông Đồ đấy à, đỡ ông sốt hết ca ruột. Mời các cụ xuống ạ. Nhà tôi có chút việc, các cụ thông cảm. Các cụ ngày xưa đã nói rồi, ăn cỗ thì đến trước, việc lăn nước thì đến sau. Ông để cả nhà với đợi ông thế này. Khổ quá, các cụ làm gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên thế. Tôi có chút việc nên đến muộn. Mời các cụ. Kính thưa các cụ, chẳng là con dại cái mang. Rất may là các cụ lương tay phạt nhẹ. Nhà con rất lấy làm cảm ơn. Nhà con có làm mấy mâm cơm. Mời các cụ dùng ạ. Dạ, anh mời Phú các cụ ạ. Dạ. Con gái anh nhẹ dạ cả tin. Vâng ạ. Thế cho nên là mới bị trưởng hoang. Vâng ạ. Anh làm cỗ mời cả làng như thế này. Dạ. Là quý hóa rồi. Có phải không các cụ nhỉ? Đúng rồi. Nào thế thôi, mời các cụ nào. À này 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 Phú ông. Dạ. Thế sao không lấy thấy cái thằng cha thầy lang với cái lão thầy cúng đâu nhỉ? Ừ nhỉ. À dạ thưa các cụ ạ. Thầy cúng thì đang có việc hiếu ở bên làng bên ạ. Còn thầy lang thì đang bị tiêu chảy. Mời các cụ ăn ngon miệng ạ. Mời các cụ ạ. Sức khỏe ạ. Ngon đáo rẻ. Mời các cụ gắt đi, gắt đi. Quá ngại ngần gì. Đây, rót rượu nhanh lên. Đây. Lâu không được ăn cỗ ngon chứ các cụ nhỉ. Dài thế. Vào đây. Ê, tao cho mày một miếng này nhá. Con xin thầy ạ. Nhá. Cái này nại. Rồi mời các cụ ở bên kia. Rót rượu cho các cụ nhanh lên. Rồi. Nào, đây tôi mời anh chị một cái. Nào. Mời quán cô. Quán cô. Ăn thôi. Các cụ cứ ăn thoải mái như nhà mình mà. Đây các cụ cả làng mình mấy cái biết được cái vụ này. Mình nhảy lên đây đâu cả. Đây. Rồi. Các cụ ơi, các cụ ơi. Rượu ngon đáo để. Cái gì đấy? Rượu đấy cụ ạ. Thịt gà ngon cụ ạ. Ngon. Làm sao thế? Ăn một bữa ở đình thế này nhá, làm bằng 100 ở chỗ khác nhá. Ăn trong nồi ngồi trong hướng chứ không có kiểu ăn tham thế đâu nhá. Còn có cả thầy Đồ với lại chú Quỳnh ở đây. Này, tôi nói cho cụ biết nhá, tất cả mọi người đều dùng bữa rồi, tại sao tôi phải nhường cụ? Cụ thử hỏi mọi người xem, mật cụ có khác gì mật lợn không? Ông bảo ai mặt lợn đây? Tôi bảo ông là mặt lợn. Này nhá, mặt ông là mặt lợn. Này, tôi nói cho ông biết. Ông nói như thế là cũng không phải. Tự nhiên thì ông lại bảo mặt ông là mặt lợn. Trong mặt ông thì cũng giống mặt lợn thật. Nhưng ông nhìn lại mặt ông mà xem mặt ông có khác gì mặt con lợn đâu. Thế thì bây giờ hai con lợn cãi nhau trong mâm. Thế này còn ra cái gì nữa, ai ăn ai uống ở đây nữa? Đấy, ông nhìn thấy đấy, cả cái đĩa. Còn mỗi cổ cánh không, thịt tóc hết rồi. Thì ai gấp tôi không đã được miếng nào đâu. Ông toàn chặn đùi ông gắp tôi. Ông cũng ăn nhiều. Thế là hai ông ăn nhiều nhất. Các cụ ơi, cái này nó ăn đây này. Cái gì? Này, cái thằng này. Tự nhiên mà rót rượu của tay lải của tao là thế nào? Vì tôi thấy cái tay lải của cụ ấy nó ăn nhiều. Tôi sợ nó khát nước. Cho nên tôi cho nó uống. Này, đừng có láo tuyết nhá. Tôi nói có các cụ ở đây nhá. Cái tay nải nó ăn làm sao được mà lại cho nó uống nước. Đẻo nó vừa thôi nhá. Cái tay nải mới biết ăn này. Thế không tin thì cụ mở cái tay nải ra. Đúng xem rồi. Có phải là nó ăn không? Mở cái tay nải ra. Cái tay nải của tôi là của riêng tôi, không ai động được vào. Lại thằng này mày cầm cái tay nải này, xỏ xiên, ngồi ăn thì cãi nhau, tranh ăn tranh uống với nhau.
không ngồi với các cụ nữa. Đi về. Ê, ê, cụ. Cái gì? Cụ đi đâu đấy? Chưa đi về. Chưa đi về. Ngồi ăn uống với các cụ mà toàn cãi nhau, tranh giành nhau rồi thì dơ mặt à. Đi về, đi về. Cụ ơi. Dạ, thưa các cụ, nhà con làm mâm cơm vạ, mong các cụ dùng. Uống ít thôi, không là năm chuyện lại không ngay các cụ ạ. Các cụ thiếu đồ thì bảo con, để con bảo mấy thằng trong vào bếp nó lấy đồ ra. Thôi, không cần phải chuẩn bị. Đây, mời các cụ. Ôi trời ơi, hay quá. Nổ luôn là nào. Ôi trời ơi, còn nhiều nhờ. Vẫn còn nguyên. Nãy giờ thôi. Rồi à. Thôi mời các cụ đi. Đây, 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 làm lại từ đầu. Đi về theo ta. Mẹ cha nhà nó chứ. Điên thế chứ. Không phải tại cái thằng Quỳnh thì tao còn lấy được khối. Mà mày, tao nói cho mày, mày vu nó vừa vừa đấy nhá. Dạ. Tao đưa cho mày cái miếng thịt gà là để mày cất vào tay nải về nhà thầy trò mình ăn. Mày lại đứng mày nhai ngoằn ngoằn như thế. Hả? Thế mày có ăn thêm miếng nào nữa không? Hả? Không không, con không dám đâu. Đây vẫn còn nguyên. Đi. Bỏ đi tao xem nào. Dở ra, dở ra. Đây. Ôi trời ơi. Sao lại còn toàn xương thế này? Mày đứng mày gặp hết à? Không, con không biết, con không đồng à. Rồi thôi, lúc tao gắp vào đây này là toàn thịt gà đùi, có cả cái cao câu này, cả mấy miếng giò đó. Sao bây giờ toàn xương như thế nào? Con không biết. Xin xin cha mày, mày về nhà mày chết đâu. Mày, ê, ê, mày, mày đi đi. Con mày không biết mà thầy, con không biết thật mà. Cọc rồi đấy thôi. Nhưng mà bởi vì thầy ở trong nhà, em chưa chạy ra được. Thầy ở nhà thì làm sao? Thầy nghe thầy á, thầy cầm ma tong, thầy khua một cái là chết cả hai đứa chúng mình ấy. Thầy khua thì tôi khoáng sợ ý. Hẹn với nhau rồi thì phải đúng giờ. Mà có phải người ta hẹn ở nhà đâu. Người ta hẹn ở ngoài bãi dưới cơ mà. Đi vào đây làm gì? À này nhá, bãi dưới cạnh suối đúng không? Tại sao thằng Bơm đứng ở đấy? Em làm sao mà biết được? Đừng có mà giấu nhá, tôi biết rồi, nó để ý đến Xoan đúng không? Đây là việc của anh ấy chứ, em có để ý đến anh ấy đâu. Rồi, may mà thằng này tỉnh nhá. Xong rồi. Xong cái gì? Xuống suối. Ai xuống suối cơ? Thằng Bờm. Xuống suối bắt cá? Xuống suối vàng ấy. Anh làm cái gì anh Bờm rồi? Đẩy xuống suối. Anh lúc nào cũng thế, có cục xúc cơ. Bởi vì nhá, đứa nào mà cứ đụng đến Xoan của tôi là đứa đấy xuống suối. Người gì đâu, cứ cục cả ngày thôi. Cục thế có yêu không? Không yêu. Hỏi lại nhá, cục thế có yêu không? Không yêu. Thì sao? Thì nhà Xoan ngày hôm nay sáng nhất tổng. Là thế nào? Là tôi sẽ đốt nhá. Không yêu là tôi sẽ phóng hỏa, tôi đốt luôn. Cù mày thách cả hộ ở nhà mày đấy. Dạ. Thầy ạ. Con chào cụ ạ. Mày thích phóng hỏa không? Dạ. Mày dọa mày đốt nhà tao không gì? Thích phóng hỏa không? Con phóng này. Phóng. Thầy ơi, thầy con xin thầy. Con xin thầy, thầy ơi. Phóng này. Con không dám ạ. Con mời cụ xơi nước ạ. Con chứ nhà tao ấy, khiến gì mày phải mời tao? Vâng vâng, thầy cụ mời con đi. Đấy, nước đấy mày uống đi, nước cốt xấu rồi đấy. Thầy ngồi xơi nước ạ. Cụ ngồi xơi nước ạ. Tao bằng vai phải đứa với mày à? À không ạ, Thế mày con cái nhà ai ở cái tổng này? Khổ quá, thưa cụ, con là con của bố con. Ô thì mày không phải con bố mày, thì con hàng xóm à? À, con là con của cụ Mão ạ. À. Bố mày làm nghề gì? Ôi trời ơi, nếu phải nói về nghề nhà con thì con xin thưa với cụ là chỉ cần em Xoan mà về nhà con nhá là cơm ăn áo mặc cả đời không hết luôn.
Cụ tưởng à, chỉ cần nhá, cái nghề của bố con là chỉ cần cụ nằm xuống thôi là bố con có mặt luôn. Ôi, thế nó là nghề gì? Đào huyệt. Chỉ cần em xoan ấy là em ấy gọi con nói rằng là cụ đang hấp hối thôi là huyệt đã đào xong rồi. Mà chỉ cần xong huyệt một phát là mẹ con có mặt luôn. Vì mẹ con cũng gần nghề với bố con. Nghề gì? Làm quan tài. Con nhìn cụ thế này cũng tốn gỗ đấy, nhưng mà cụ yên tâm, nhà con không có gì ngoài gỗ cả. Con mời thầy. Con là con sẽ chọn cho cụ cái loại gỗ nào mà nó ít mọt nhất để nó đỡ đục vào người cụ. Thầy ơi, con xin thầy. Cụ đừng lo, con biết cụ là vẫn lo cái phần sau, nhưng mà khi nào mà mẹ con xong việc là đến phần con luôn. Cụ ơi, đã đến phần của con đâu ạ, phần con mới là quan trọng ạ. Con mày làm gì? Con khóc thuê ạ. Ơi cụ ơi, hôm qua cụ còn trèo ăn xoài mà hôm nay cụ đã nằm thoải loài. Cầm! Mày về mày bảo bố mày đã Khắc cho cụ 3 chữ cờ. Ôi cụ ơi, một chữ cờ đã có mùi rồi, cụ lại còn 3 chữ cờ nữa. Cụ cấm cửa, cụ mạnh này thì ơi, anh làm cái gì thế? Không sợ à? Sợ cái gì? Thấy em ở nhà đấy. Đã bảo rồi, tặc 3 lần thì banh cửa ra cho người ta vào. Gì bé thôi. Sao vậy? Thầy đã bảo là cấm cửa không được sát đây. Thầy mà nhìn thấy bây giờ á, thầy khua cho một cái thì có chạy đằng rời. Thầy khua thì tôi khoắng, không có gì phải sợ cả. Ôi. Nào. Không. Không cái gì. Không, cứ ai ngăn cản xoan đến với tôi nhá, tôi cho xuống xuôi hết. Rồi. Ôi. Thằng mặt dày này. Thầy. Cái thằng mặt dày này. Cụ đã nói rồi, cụ cho mày 3 chữ cờ kia mà. Vâng. Mày không nhớ à? Con nhớ ạ. Đọc lại tao nghe. Cụ cấm cửa nhưng mà con treo tường mà. Hả? Cái gì? Treo tường này. Ôi trời ơi, sốt ruột quá. Có cái chuyện gì mà mày khóc cái gì để cha chết thế hả con? Không ạ, cha con đã chết rồi. Còn lâu bố mày mới chết nhá. Thế có chuyện gì? Cứ khóc ra gì, bỏ cái tay ra nào. Ôi trời. Này, mắt con làm sao đấy? Thằng chồng con nó đánh con phải không? Không ạ. Con chẳng may, con bị vấp ngã. Vấp ngã? Tao có lạ gì? Mẹ mày ngày xưa ấy, mắt cũng tím suốt ấy. Cô đúng cái thằng con nạn nó đánh mày không? Hả? À? Được rồi, cái thằng con rể này rất mất dạy. Lúc nó yêu mày, nó muốn xin cưới mày, thì nó hứa đến hứa xuống là sẽ yêu vợ, rồi thương vợ, không bao giờ đánh đập vợ. Vậy mà để tao ra tao hỏi tội nó. Thầy ơi, con xin thầy. Thầy mà sang đấy bây giờ to chuyện. Chồng con đánh con thêm thầy ạ. Giời ơi, nẫu ruột quá. Mà tao hiểu rồi, không có lửa thì lấy đâu có khói. À, chắc chắn mày phải làm cái điều gì đó thì chồng mày nó mới đánh mày nhá. Thầy ơi, con có làm gì đâu hả thầy? Thầy sinh con ra thầy không hiểu tính con hay sao hả thầy? Tao còn lạ gì nữa? Con ngoan hiền tử tế, hiền lành đảm đang. Con có làm gì nên tội đâu. Mày đảm đang mà nó lại phang vào mắt mày thế à? Chuyện là thế nào? Dạ. Mày kể ngay cho tao nghe. Chuyện là thế này ạ. Thôi. Tao bảo mày kể chuyện cơ mà. Con vừa kể xong mà.
Nó kể kiểu gì mà mắt nó nhìn lên trên nóc nhà thế hả? Dạ con vừa hồi tưởng ạ. Mày hồi tưởng, mày kể bằng hồi tưởng làm sao bố mày hiểu? Kể lại đi. Dạ. Để con kể lại ạ. Ừ. Mà thôi. Dạ. Không kể bằng hồi tưởng, kể bằng mồm cho bố nghe. Vâng. Đây con kể bằng mồm ạ. Thầy ơi, chuyện là thế này. Mưa quá nhỉ. Vợ ơi. Vợ. Dạ. Cơm nước đi nào rồi? Xong xuôi cả rồi mình ơi. Ừ. Rửa chân tay đi, em lên luôn đây. Sao mà phải rửa? Hả? Xong rồi đây mình ơi. Làm sao mà phải rửa? Rửa để mà nó tốn nước ra. Mà này. Dạ. Độ này là bớt một cái mồm đi nhá. Nói hơi nhiều đấy là khô họng đấy. Khô họng là phải uống nước đấy nhá. Uống nước là tôi lại phải đi múc nước về cho bà uống đấy. Xong đêm lại tiểu nhiều ra. Thôi em biết rồi, mình ăn cơm đi. Em sới cơm cho mình nhá. Không khiến. Đưa cái bát đây. Này ăn đi. Ăn đi. Chồng cứ ngồi ăn mà vợ cứ ngồi nhìn thì bố ăn mà gắp được đó. Ăn đi. Còn cái gì đâu mà ăn. Nó còn đầy à. À, tôi không biết rồi. Chắc là lúc chồng đi làm đồng là ở nhà đánh chén trước rồi đúng không? Chưa, em đã ăn cái gì đâu. Ừ. Thì ăn đi. Ừ. À. Há mồm ăn. Há. À. À. Ngon chưa? Các cụ bảo rồi. Dâu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Đúng không? Gật đầu đi. À. Này. Tôi để ý hôm nay là canh khá ngon đấy nhá. Nhá. Mình ăn thấy ngon ạ? À? Ừ. Mà này, con. Dạ. Canh hôm nay lại có cả váng mỡ là thế nào? Chả là bác nguyên lợn nhà bác ấy mổ lợn. Ừ. Thế là bác ấy sang nhà mình, bác ấy mượn cái thớt. Em lấy thớt ra cho bác ấy mượn. Xong rồi lúc bác trả thớt, bác lại quên chưa rửa. Ừ. Thế là em cầm cái thớt đấy. Em rửa vào một chậu nước. Ừ. Xong em lấy cái nước rửa thớt, em nấu canh cho mình ăn. Mình thấy em thông minh không? Ôi trời ơi, mình ơi. Em có làm gì mình đâu mà mình đấm em đau như thế này, mình ơi. Bịt nhầm mắt rồi. Ngậm. Thế có biết vì sao ăn đòn không? Hả? Ngu lắm. Nghe nói đây này. Lần sau ấy, nếu mà cái thớt nó dính mỡ như thế thì đừng có cho vào cái chậu, mà phải cho vào cái chum hoặc là cái bể. Thì mới cả tháng mới có cơm ngon canh ngọt mà húp chứ lì. Hiểu chưa? Chuyện là như thế thầy ạ. Thầy nghĩ rằng cũng tội con thật. Thầy thấy con tội nghiệp chưa? Ừ. Con có làm gì nên tội đâu. Thầy cũng thương con lắm. Mày dốt lắm con ạ. À. Con dốt thì con mới lấy nhà con. Ngu. Dạ. Tại sao mày lại rửa cái thớt vào trong cái chậu? À. Đáng lý mày phải rửa cái thớt vào trong cái giếng ấy. Thì cả họ nội nhà mày, lẫn cả họ nhà tao được ăn cả năm canh ngọt không? Hả? Ờ.
Thế bây giờ cuối cùng là 364 ngày đều phải ăn canh nhạt à? Hả? Mày dốt lắm. Thằng chồng mày đánh mày như thế là còn nhẹ nhá. Phải tao ấy, tao còn đánh cho mày tím nốt cả cái mắt bên kia. Mà cần thiết nhá, tao vả tiếp cho mày răng và môi là cùng lôi nhau xuống dạ dày. Còn khóc cái gì? Thầy chẳng thương con gì cả. Thương cái gì nữa? Mày đi hiểu chưa? Con hiểu rồi. Mày hiểu thế nào? Con hiểu là bố vợ nào thì con thể nấy à? Con này. Mình ơi. Mình. Dạ. Cày cày cày. Thôi, em xin mình đấy. Vừa mới cày cả đêm hôm qua xong. Không. Đi cày với con trâu cơ mà. Vâng. Thế thì mình đi đi. Tự nhiên nhắc lại nhớ. Cày. Ôi, mình ơi. Đây mình ra đây em bảo. Đây. Cày. Đây, ở đây nhá. Mình ra ngoài đồng mình cày đi. Mình cày có thóc, rồi có thóc mình mới có ăn. Có ăn thì về mới có sức để cày tiếp nhá. Nhớ rồi. Này. Dạ. Buổi trưa nhớ mang cơm cho tôi nhá. Nếu không là không có sức cày đâu. Mình cứ cày thật chăm vào ở ngoài đấy nhá. Ở nhà em sẽ làm một nồi cá kho tộ thật to mang ra cho mình. Được chưa ạ? Được. Này. Gì nữa ạ? Ở nhà khóa cửa chặt vào nhá, không trâu nhà khác nó vào nó cày rồi nó gặm hết cỏ nhà mình á. Rồi ạ. Mình cứ ra ngoài đấy mình cày đi. Mình yên tâm, ở nhà này chỉ có mỗi con trâu này nó cày, làm gì có con trâu nào nữa, chỉ có một mình con trâu này được cày thôi. Thế đi nhá. Anh uống đi. Cảm ơn Hến. Dạ. Hến này. Gì? Sao trứng nhà Hến dạo này bé thế? Thì có được ăn đâu mà trứng chả bé. Ừ. Thế mỗi lần Hến đẻ được bao nhiêu quả? Mỗi lần Hến đẻ á, mỗi lần đẻ 100 quả. Ừ. 100 quả? Vâng. Thế bảo sao trứng bé là phải? Ừ. À đâu, gà nhà Hến đẻ. Ừ. Hến này. Dạ. Hến lấy kẹo ở đâu ấy? Kẹo em mua ở trên tỉnh ấy. Ừ. Mà sao kẹo nhà Hến càng mút càng ngọt? Mà càng ngọt thì lại càng teo đi là thế nào? Teo đâu mà teo. Ừ. Thì càng mút thì phải càng bé đi chứ làm sao. Ừ. Ôi giời. Này, có cái loại nhá, mà càng mút nó càng to lên. Ở đâu? Hôm nào Hến rảnh nhá, anh đưa Hến đi đến chỗ người ta làm nhá. Trời ơi, của nợ. Ừ, của nợ thì thật. Sức này trêu người ta. Ừ. Ê. Anh gọi em à? Không. Anh vừa tuột đấy. À. Đúng là tuột có khác tài thính nhờ. ngồi đấy. À vâng. Anh uống nước. Xin cô chén nước. Dạ. Cho nó bắt nước. Vâng ạ. Xin cô Hến chén nước. À, em đi cày ai? Ôi này này. Đi cày à? Vâng. Ôi sao? Chưa chày chưa chật này còn đi cày. Đi về nhà mà ăn cơm chứ. Không, vợ em dặn rồi. Là cứ phải cày chăm chỉ vào thì mới có thóc mà ăn. Ừ. Đừng như anh xỉu. Sau này chả có gì bỏ mồm đâu. Thằng Tuất nó nói đúng đấy. Suốt ngày uống nước, suốt ngày chịu. Ừ. Này. Người ta chịu. Chứ có phải là người ta không trả đâu. Ừ. Thôi em đi đây. Này. Thế không về nhà ăn cơm chưa? Không, chưa vợ em mang cơm ra tận đồng cho em ăn. Nó còn làm cá kho tộ nha. Cá kho tộ mà chấm với cháy thì ngon lắm. Thảo nào? Thảo nào cái gì? Ừ. Trên đầu mình có sừng nhỉ? Đâu à? Vợ em nó buộc ấy. Vợ buộc hả? Tránh nắng tránh mưa đấy. À, người ta tránh nắng tránh mưa, người ta phải đội nón. Chứ ai lại buộc cái này bỏ tránh nắng tránh mưa. Có mà nó làm cho mày hai cái sừng đấy. Cái sừng này giống con trâu ấy. Anh cứ linh tinh. Sao lại giống con trâu? Vợ em mà yêu em lắm. Trước khi đi em còn dặn là đóng cửa chặt vào, không cho trâu lạ vào cày ruộng nhà đâu. À. Không được gặm cỏ nhà đâu. À. Thảo nào.
Lao ra cái gì ạ? Này, có phải dạo này Tuất không được cày ruộng nhà đúng không? Đúng ạ. Vợ toàn bắt sang cày ruộng đông với cả ruộng tây đúng không? Đúng. Đấy, thảo nào. Thế là thế nào ạ? Này, vợ bảo là đi cày, phải cày cả buổi trưa đúng không? Đúng. Rồi nó mang cơm ra cho đúng không? Đúng ạ. Tuất có thấy ai ở trong làng mình phải đi cày buổi trưa không? Không. Thế thì về nhà đi. Này, vợ Tuất ý, đang cho con trâu lạ nó cày ở ruộng ở nhà ấy. Tôi không tin. Sao đây không tin? Mắt tôi nhìn thấy này, kể cả cô Hến cũng nhìn thấy này. Có phải không ạ cô Hến? Này 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 này, về nhanh đi, còn bắt kịp con trâu lạ. Nó đang cày, nó đang ăn cỏ ở nhà. Trời ơi. Này, sao anh lại nói thế? Thì ai bảo nó chê tôi lười. Bắt được cái cuốc. Tôi về nhá, nợ kẹo nhá. Mai quay lại giả nhá. Trâu lạ vào cày ruộng ta thì ta sẽ úp ra ma nhà mày. Cày ông, cày ông, trâu lạ cày ruộng nhà ông. Bao nhiêu năm nay nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, mình thì đi cày ở ngoài vất vả như thế, nó đưa trâu lạ về đây cày chết chưa? Nóng quá, nóng quá. Mình sao mình đã đi cày về rồi? Cày về rồi, về sớm thì để con bắt quả tang chứ. Quả tang cô vừa ở đâu đấy? Thì em đang ở dưới bếp kho cá mà. Cô ở trong kia kho cá à? Vâng, thì em chẳng bảo là em kho cá xong rồi em mang cơm cho mình còn gì nữa. Cô kho cá thì đứa nào ở trong này? Châu nằm ở trong kia là bố mẹ. Úi ôi, cái thằng con rể vô phúc kia, mẹ nhìn đây có phải là mồm không hả? Thằng kia. Ôi, đau quá. Bà ơi, mồm bà không ăn thua gì đâu. Mắt tôi thâm như này, nhưng mà cái thằng này nó cứ thục vào cái tô hiểm của tôi. Ai rồi? Thằng này giỏi. Tao là tao từ vợ chồng chúng mày. Từ vợ chồng mày. Ông ơi, ông đi về. Về. Con xin lỗi bố, bố mẹ ở lại đây. Mày buông ra. Về. Này. Ông ơi. Bà bắt tôi cõng về à? Cõng cái. Đây thì đây, ngồi xuống. Ôi, chúng mày nhìn vào đây mà học cái này. Còn cái nhà trá đi cứ thích xuống. Ôi, 3 tháng thì chắc là không lành được rồi. Hỏng hết cả ông cha, nó hỏng hết tất cả cái này thì sống không sao được cái gì này. Như thế này anh như thế nào? Thì anh cứ nghĩ là em bảo anh ra đồng cày, còn ở nhà em cho trâu lạ về. Trời ơi là gì? Vợ anh thì anh không tin, anh tin người ngoài. Đã thế nhá, tôi cho anh ở nhà anh cày một mình. Tôi về nhà bố mẹ tôi hả? Mình ơi, cày một mình thì cày làm sao được? Phải có trâu. Hồng hồng tuyết tuyết mà ngày nào chưa biết cái chi chỉ tôm chất chất tôm
mười lăm năm thâm thoát đã ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới thì tớ liệu tóm chặt 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 tóm 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 tóm. Thầy ạ, thầy ạ, thầy ơi, gọi cái gì? Tao không bị điếc đâu. Thầy không biết thì con gọi thì thầy phải bắt nhờ chứ. Đấy, mày đứng ngay đây mà sao có phải bắt nhờ? Có việc gì nói đây. Thầy nào cáu cẩn với con. Con biết, con biết là thầy vẫn giận con là cái chuyện sáng nay con với cái vợ chồng cái thằng khờ đấy. Vợ chồng thằng gì? Thằng khờ ấy. Mày bảo nó là khờ à? Nó còn khôn gấp vạn lần mày ấy. Khờ. Cả làng này gọi nó là thằng khờ. Mày cũng gọi nó là thằng khờ. Nhưng mà nó là cái thằng khờ ăn người ấy. Nhá. Đấy mày thấy không? Nó đã lừa mày được rồi. Mà chính bản thân nó đấy, nó còn lừa được cái con vợ nó đẹp như tranh vẽ ấy thế cơ mà. Con mày, mày lúc nào cũng vỗ ngực mày thông minh. Có con thần kinh nào nó mò đến mày chưa? Giời, đấy là chẳng qua con chưa thích lấy vợ đấy. Con mà thích nhá, gái là này con cưa đứa nào đổ đứa đấy luôn. Chị Diên, cầm mồm. Cưa đứa nào đổ đứa ấy. Thế tóm lại là ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Ăn hết lá sắn chưa? Mày mở cái mồm mày ra. Mày điếc à? Con không điếc mà thầy vừa bảo là con ít mồm. Mà lá sắn làm sao mà ăn được? Con có phải trâu bò đâu mà ăn lá sắn. Mày còn không bằng trâu bò nhá. Nó coi mày không bằng trâu bò luôn. Úi giời ơi, con với cái. Được rồi, thầy cứ yên tâm nhé. Còn con, còn thầy ở đây. Con hứa, con thề với thầy, thù này con sẽ không quên đâu nhá. Quên thì mày làm cái gì nó? Bây giờ vợ chồng nó chỉ lừa con được lần trước thôi. Lần này á, con đã có cách. Cách gì? Đường dài mới biết ngựa hay. Hãy đợi đây. Đợi đi. Đứng lại. Mày đi điều. Thế bây giờ đêm hôm rồi không đi ngủ thì đi đâu? Úi giời, mày đi ngủ mày đập bàn, mày đứng phắc dậy ông. Cứ tưởng mày sang này mày đánh hai vợ chồng nó đấy. Con đập bàn là để con thể hiện cái quyết tâm, cái chí khí của con nhá. Con đi ngủ đây. Chí khí? Được rồi, để ông chờ xem cái chí khí của mày thế nào. Khiếp, nước gì mà nhạt như nước ốc ấy. Dạo bước lên bu nó ơi, nhanh lên. Ôi giời. Này. Hai vợ chồng này. Chúng mày dạ, đi đâu đấy? Vợ chồng con chào cậu ạ. Chào cậu ạ. Đi đâu đấy? Vợ chồng con đang định ra đồng. À. Ồ, mà đến mùa thu hoạch đâu mà cậu đã xuất hiện ở đây rồi. Cái thằng này, mày. Thế mày nghĩ là chỉ đến cái mùa thu hoạch thì cậu mới xuất hiện à? Cậu là cậu quan tâm lo lắng cái công việc của chúng mày. Dạ. Cho nên là cậu phải đến cậu giám sát ngay từ đầu mùa, hiểu dạ, chưa? Được, dạ vâng ạ. Thế là năm nay là vẫn làm ở trên cái đất của cậu đúng không? Dạ vâng. Dạ, vâng. Vẫn trên là thửa ruộng của cậu. Ừ. Dạ. Rồi rồi. À con này. Sang cậu bảo, sang cậu hỏi cái. Dạ thôi con đứng đây nói chuyện với cậu là được rồi cậu ạ. Thế tóm lại là chúng mày năm nay có muốn làm trên đất của cậu không? Hả? À, dạ. Đi sang đây. Sáng ra cứ để cậu cáu. Dạ vâng ạ, thưa cậu. Ừ, ngồi lên đây cơ. Kiếp bún đó. Này cậu hỏi này. Dạ. Dạ vâng. Thế năm nay là định trồng cái gì? Dạ. Dạ năm nay. Tao hỏi mày à? À thưa cậu, năm nay vợ chồng con để con tính đó cậu ạ. Tính à? Dạ vâng. Thôi cậu tính luôn như thế này nhá. Năm ngoái, thật ra là cậu biết đấy chứ, nhưng mà cậu thương chúng mày. Dạ vâng. Cho nên là cậu ưu ái, cậu để cho chúng mày lấy cái phần dưới, còn cậu lấy phần trên. Nhưng mà thôi, năm nay đổi lại đi. Năm nay chúng mày cũng phải nhường cho cậu. Cậu sẽ lấy phần dưới, còn chúng mày lấy phần trên. Chứ không ở nhà chứ. Thầy của cậu chửi cậu rát tai quá. Cậu lấy phần dưới? Ừ. Bọn con lại lấy phần trên à? Ừ.
Nhưng mà cậu ơi. Thế nào, thế có làm không? À, không làm thì lượn. Cút, cuốn chéo. Dạ, bọn con làm ạ. Thôi nhá, đấy, dạ cậu vâng. Cậu về đây. À, gửi cho cậu tiền bát nước nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cậu lại nhà ạ. Đúng là cái bọn cướp này. Cả một đợt thu hoạch, có một ít củ ở bên dưới, giờ nó cũng đòi lấy mất. Thì vợ chồng mình ăn cái gì? Mình cứ để tôi tính đã. Tính nhanh lên. Mà lần sau cấm ngồi cạnh cậu đấy nhá. Rồi, biết rồi. Tôi không thích đâu. Để tôi tính đã. Thôi, đi thôi. Cấm đi. Ôi giời ơi, mày lớn rồi mà mày chả có khôn gì cả. Thầy suốt ngày đánh con là thế nào nhỉ? Lớn tướng rồi vẫn đánh. Không đánh mày à? Bây giờ mày phải chủ động, mày làm, mày cứ lôi thầy ra đây làm gì? Hả? Con gọi thầy ra đây để con chứng minh cho thầy biết rằng là năm nay con khôn ra rồi. Con không ngu mãi được, thầy hiểu chưa? Chứ còn gì nữa? Không bao giờ là tắm hai lần trên một dòng sông. Con nói cho thầy biết thế. Ngu mãi thì phải thông minh chứ đi. Thầy yên tâm. Thầy còn đang lo mày không phải là con của thầy ấy. Thầy nói thế là ý gì đấy? Rõ ràng thầy thì thông minh như thế. Ngày xưa là ông bà mà rất khó khăn. Vậy mà thầy phải vắt óc làm mới ra của cải vật chất như thế này. Giàu nhất nhỉ ở cái làng ấy. Ê, vậy mà mày cái vụ vừa rồi mày thấy không? Hả? Thầy yên tâm. Mày hợp đồng người ta thế nào? Thầy nghe con nói đây này. Các cụ đã dạy rồi, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời nhé. Thầy là thầy mới giàu ở cái đời này thôi. Cho nên là sau này còn đến đời con, rồi đến đời cháu con thì lúc đấy nó mới phá, nó mới bán hết nhá. Yên tâm. Cái gì? Ôi giời ơi, mày thấy cả cái vụ vừa rồi nhá. Đấy mày lôi cả một cái đống cây sắn, lá sắn về phơi khô đi để cho thầy nấu cám lợn rồi thổi cơm, gấp khói toét cả mắt ấy. Suốt ngày thầy đây nghiến con cái chuyện đấy, là con đã bảo là đấy là chuyện năm ngoái. Năm nay con thông minh ra rồi. Thầy yên tâm. Lần này nhá, con là con nắm đằng chuôi. Thầy chắc, hiểu không? Chắc chưa? Chắc luôn. Thầy yên tâm. À đây, vợ chồng đến rồi. Lại đây, hai vợ chồng kia lại đây. Dạ. Ôi, rồi ho. Dạ, con chào ông, con chào cậu ạ. Dạ. Phụ nữ ơi. Con chào ông, con chào cậu ạ. Này, cái thằng chồng mày ấy. Đợt này nó chào thế là chuẩn đấy. Dạ vâng ạ. Đúng thứ tự đấy. Dạ. Nào, hai vợ chồng vừa đi thu hoạch về đấy hả? Dạ vâng ạ. Thế là vừa mới thu hoạch hết cái phần trên rồi đấy hả? Vâng, dạ. Theo như đúng lời cậu nói thì vợ chồng con thu hoạch ở phần trên mặt đất. Còn nhường cho ông và cậu thu hoạch ở phần dưới mặt đất ạ. Thế thu hoạch xong chưa? Vợ chồng con thu hoạch xong rồi ông ạ. Này, thấy chưa? Thầy nghe chưa? Thủng tai chưa? Sáng mắt chưa? Con đã bảo rồi, con là bây giờ thông minh rồi. Này, thế các con là năm nay vẫn lại trồng sắn chứ không? Dạ, thú thật với ông và cậu, năm ngoái vợ chồng con ăn sắn nhiều chán lắm rồi ạ. Đấy, mày thấy chưa? Vợ chồng nó cả năm ăn sắn chán. Thế còn thầy với mày thì ăn củi cũng chán rồi nhỉ? Thôi, thầy hỏi gì hỏi đi. Thế năm nay chúng mày trồng cái gì? Dạ thưa ông, năm nay vợ chồng con trồng mía. Hả? Trồng mía? Dạ vâng ạ. Mà vợ chồng chúng mày thu hoạch ở trên mặt đất. Vâng. Dạ. Thế mày để cho ông với cậu mày ăn củ mía à? Dạ, bọn con chỉ làm theo lời của cậu thôi ạ. Dạ, thôi chúng con xin phép đi ra chợ bán mía, không nó tàn chợ ạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Chào ông, chào cậu ạ. Đi thôi. Đi thôi. Thôi. Thầy đóng cái mồm vào nhá. Con thừa biết là thầy định nói cái gì rồi. Cái mồm thầy rộng như thế là con biết thừa là thầy định nói cái gì con rồi nhá. Con không ngu đâu. Nhưng mà tiền sư cái vợ chồng nhà chúng mày nhá, chúng mày nhớ tao nhá, chúng mày lừa tao lần này là lần thứ hai rồi nhá. Thầy ơi, con xin thầy, quá tàm bà bận, con xin thầy cho con thêm một cơ hội nhá, đúng một lần thứ ba nữa thôi, chắc chắn là con sẽ trả thù được, chúng nó không thể lừa con được nhá thầy nhá.
con xin thầy, con về trước đấy. Ôi, con mệt quá.